chúng bốn loài. Quy tròn một niệm dân sanh nghiệm ba kỳ, xưng dương cùng tan thán ân kiếm không cung tầng. Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Người để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quá Hiện Vị Lai Thầm Phương Chư Phần. Tôn Pháp Hiền Thanh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng. Mười phương hiện thần mây bao kiên tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thể Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát.
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1.200 năm mới vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng. Trưởng lão xa lời Phật Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Đăng Đàm A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá Đại đệ tử Như Thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với đại chúng cùng đến dự hội bây giờ. Đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây quá 10.000.000 cõi phần, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Cần làm. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Làng xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Làng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mạnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Làng xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Làng có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức.
đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng. Vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao, trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly ba lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân cõi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói gian trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạng đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng phân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa. Xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tân và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xá lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đóng mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt cõi nước trong mười phương, không bị chướng ai bị
là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại đứng Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn hướng đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật danh văn quang Phật Đại
đại diêm kiên phần tu di đăng phần vô lượng tinh tấn phần hằng hà xa xô nhưng đứng vẫn như thế đều tai nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư phật sở hộ niệm này xa lời phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh Phật Phật danh quang Phật đảng ma Phật phạm tràng Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sân bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà sa số nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiên chư phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư phật sa hộ niệm xa lời phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức
phân hồ niệm đều được, không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng phân nói. Xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về. Xa lời phẩm cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Xá lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường, thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó Đức Phật nói kinh này rồi. Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia
cũng lại như vậy tống về chân không. Bòa sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhã đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, làm thần chú chân như thuyết rằng, đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ.
Điều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam Mô Đà Báo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bá Thắng Như Lai, Nam Mô Ly Mô Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trương điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh anh. Mùi quen ơi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam độc quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo. Dưng tận cùng công lễ vô minh, chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đàn tử gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tông vang vô lượng quang Phật sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiếm Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế
đặng giữ chúng sanh giới công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự Tự quy